Shih Tzu xuất xứ Tây Tạng, Trung Quốc, quốc gia phổ biến Vương quốc Anh, ngày ban hành tiêu chuẩn có hiệu lực chính thức 22 tháng 8 năm 2017, công dụng chó bầu bạn, phân loại theo FCI, nhóm 9 chó bầu bạn và chó cảnh, 1 năm giống Tây Tạng, không thử nghiệm chức năng làm việc. Tóm tắt lịch sử, mọi người có xu hướng nhầm lẫn giữa Apso và Shih Tzu, nhưng có một số điểm khác biệt rất rõ ràng. Nguồn gốc của giống chó này là ở Tây Tạng, nhưng nó được phát triển ở Trung Quốc, nơi những con chó sống trong cung điện hoàng gia. Trung Quốc trở thành một nước cộng hòa vào năm 1912, sau đó các ví dụ của giống chó này tìm đường đến phương Tây. Mặc dù lần đầu tiên được ghi nhận là nhập khẩu vào Anh phải đến năm 1931, nó được công nhận là một giống chó tách biệt với các giống phương Đông khác vào năm 1934 và được cấp sổ đăng ký riêng bởi câu lạc bộ Kennel vào năm 1940 với chứng nhận thử thách được cung cấp từ những năm 1949. Hoa cúc trên đầu của Shih Tzu là hấp dẫn nhất và điều này là do lông mọc ngược lên trên sống mũi. Ngoại hình chung mạnh mẽ, dồi dào nhưng lớp lông không được phủ quá mức với dáng đi rõ rệt và khuôn mặt giống như hoa cúc. Tỷ lệ quan trọng, dài hơn giữa vai và góc đuôi so với chiều cao ở vai. Hành vi và tập tính, thông minh, năng động và cảnh giác, thân thiện và độc lập. Đầu rộng, tròn, rộng giữa hai mắt, đầu bàn hoàng với bọn râu và râu ria tốt, lông mọc lên trên mõm tạo ra hiệu ứng giống như hoa cúc rõ rệt, không ảnh hưởng đến khả năng nhìn của chó. Phần sọ, khớp rõ ràng, phần mặt, mũi, mặt trên của da mũi phải nằm trên một đường thẳng có hoặc hơi thấp hơn vành mắt dưới, ngang mũi hoặc hơi nghiêng chớp, lỗ mũi mở rộng, mũi nhọn không được đánh giá cao, cũng như lỗ mũi bị chèn ép. Mõm có bề ngang rộng, vuông, ngắn, không nhăn, phẳng và có lông, chiều dài khoảng 2,5 cm từ đầu đến khớp. Sắc tố của mõm càng liên tục càng tốt. Môi bằng phẳng, hàm và răng rộng, hơi cụp xuống hoặc ngang bằng, khớp cắn mép này sang mép kia. Mắt lớn sẫm màu, tròn, đặt cách nhau nhưng không nổi bật, biểu hiện ấm áp, không có lòng trắng của mắt để biểu lộ. Tai lớn có da dài, rủ xuống, đặt bên dưới bao quanh hộp sọ một chút, được lông phủ rất nhiều, chúng dường như hòa lẫn vào cổ, có hình dáng cân đối, hình vòm cung đẹp mắt. Thân hình, lưng cân bằng, đường sống lưng được kết hợp tốt và chắc chắn. Ngực rộng, sâu và hõm xuống. Đuôi giảm mạnh theo một cách tích cực về phía sau, đặt trên cao, chiều cao xấp xỉ với chiều cao của hộp sọ để tạo ra một đường viền cân đối. Tay chân, thân trước, vai chắc chắn, thoải mái, cẳng tay, chân ngắn và cơ bắp với xương nhiều, càng thẳng càng tốt, phù hợp với ngực rộng và buông thõng xuống. Cẳng chân tròn, chắc và có lòng che phủ tốt. Thân sau, nhìn tổng thể, chân ngắn và cơ bắp với nhiều xương, thẳng khi nhìn từ phía sau, đùi tròn và cơ bắp. Bàn chân sau, tròn, chắc và đệm tốt, được bao phủ bởi lông. Dáng đi và chuyển động, kiêu ngạo, uyển chuyển, chân trước vươn về phía trước, phía sau mạnh mẽ và thể hiện toàn bộ cơ thể. Bộ lông, lớp lông ngoài dài, rậm, không xoăn, có lớp lông tơ vừa phải, không len lỏi, cho phép sống nhẹ. Lông không ảnh hưởng đến khả năng nhìn của chó, chiều dài của lông không hạn chế chuyển động, khuyến cáo nên buộc lông trên đầu. Màu sắc, tất cả các màu cho phép, đốm trắng trên trán và chớp trắng đến đuôi cho phép ở màu body. Kích thước và trọng lượng, chiều cao đến vai không quá 27 cm, đặc điểm chủng loại và giống có tầm quan trọng hàng đầu và không tính đến kích thước. Trọng lượng 4,5 đến 8 kg, trọng lượng lý tưởng 4,5 đến 7,5 kg. Dị tật, bất cứ sai khác nào so với các đặc điểm kể bên trên đều được coi là khiếm khuyết. Mức độ nghiêm trọng của khiếm khuyết được xem xét dựa trên tỷ lệ mức độ và tầm ảnh hưởng tới sức khỏe của chó. Dị tật không đủ tiêu chuẩn, hung dữ hoặc quá rụt rè. Bất cứ cá thể chó nào có biểu hiện bất thường về ngoại hình và hành vi đều không đạt chuẩn. Lưu ý, chó đực không mắc bệnh ẩn tinh hoàng. Chỉ những cá thể chó đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức năng, giải phẫu và hình thể mới được sử dụng để phối giống. Cảm ơn các bạn đã xem video của Dogili. Nếu các bạn cần mua chó Shih Tzu thuần chủng với mức giá hợp lý thì hãy liên hệ tới hotline của Dogili 0965 086 079 để được tư vấn bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ấn subscribe kênh YouTube của Dogili và ấn chuông để bật thông báo mới nhất về các video thú vị ở phía sau nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.